Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một cái bản tin là Góc Cảnh Giác. Bản tin này được tài trợ bởi công ty phân bón thuốc trừ sâu và bông ngoáy lỗ tai đồng tài trợ. Bản tin với nội dung: thận trọng bọn trộm bịt mặt dọc đại lộ. Chuyên được một bạn hiện tại học tập tại Đại học Luật. Thuật lại, chị Tạ Thị Lạng họp mặt cơ quan học tại huyện. Tại cuộc gặp mặt, chị Lạng được tặng một bịch thịt lợn luộc cộng một chục lọ rượu gạo loại nặng độ. Loại rượu đặc biệt được lựa chọn tại một cuộc hội chợ huyện bạn. Thật vậy, dịp được gặp mặt hội bạn học thật tuyệt, thật sự trọn vẹn. Tạm biệt hội cơ quan học, chị khẽ đệ ra bộ. Được một đoạn dọc một đại lộ, chị Lạng bị mệt tại bịch thịt lợn nặng. Chị Lạng chợt gặp một cụ bộ đội ra bộ. Cụ tội nghiệp chị, đổi bịch thịt lợn hộ chị. Cụ hộ chị một đoạn tận trạm điện thoại tự động. Chị Lạng nhận được một cuộc điện thoại, gọi được một chập, chị định gọi cụ lại nhậu thịt lợn luộc đặng hậu tạ cụ. Cụ bận việc dự tiệc tại một cuộc họp tại mặt trận huyện. Cụ vội tạm biệt chị, dặn chị thận trọng. Đột ngột một bọn trộm bịt mặt chặn chị Lạng lại. Tệ thật, chị bị mật phục tại đoạn đại lộ quẹo. Chị Lạng giật thột sợ sệt, bọn trộm bịt mặt lộn xộn lục lọi ngực bụng chị. Chị bực bội lập cập ngưng hiệu. Bọn trộm lại sục sạo lục lọi bịch thịt lợn chập bọc rượu gạo. Bọn trộm dự định thực hiện một vụ trộm thật ngoan mục, lột thật sạch, lột thịt luộc, lột rượu mạnh. Tạ Thị Lạng gạt được mọi sự ngưng hiệu, chặt bực bội tốc độ hậm hực. Chị vội trộm được một đoạn gậy gộc dựng cạnh chặn cột điện tự động. Trộm được gậy, chị Lạng vụt thắt mạnh đập lại bọn trộm. Một cuộc vật lộn kịch liệt bạo lực hết một cuộc đụng độ tại một mặt trận được tạo dựng lại hậu trận đụng độ. Hiện tại chị Lạng bị toạc một tẹo tại mặt, tại ngực. Ngược lại bọn trộm bị nặng, thật đẹp mắt loại tội phạm. Một bị đẹp ruột, một bị sẹo thận, một bị rụng tuột mọi bộ phận, thật tội nghiệp. Bản tin hình sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin tiếp theo.